xe Lào cái nào cũng đẹp hết. Này em gái Lào bán vé số. Anh Việt Nam mới ngồi uống nước này. Đấy, có cái chuyện Việt Nam nhé. Đây giá tiền các bạn ơi. Sâm Lào nha, kết hợp này bán đồ uống. Và hai anh người Việt này ngồi uống cà phê này. Đấy, mặt có nhìn thấy gì không? Đấy, cái rô rục của người Lào này. Đấy. Đây là các cô gái Lào làm. Đấy, món ăn của Lào đây. Bỏ con gì làm? Bỏ con nhắn lắm em. Ok. Ăn em. Ok.
đấy, đấy ông chủ và ông chủ của quán đấy. Trong hai được em. Trong đây trong khách sạn của người Việt này. Đấy, được. Điểm số xe này. Đấy. Top view về đêm mà rất chi là đẹp đúng không ạ? Biển số xe của Lào đẹp vô cùng. Đấy, khi là nước Lào là trong những nước cái xe biển đẹp nhất. Đấy. 0009. Cảnh ngôi chùa nhé. Kiến trúc của ngôi chùa rất là đẹp. Nhà rất là đẹp đúng không ạ, kiến trúc người Lào đấy, vào đổ gỗ đẹp vô cùng luôn. Đấy, nhìn đấy, một kiến trúc đẹp chưa? Cả một khu phố, xe đẹp lại biển đẹp. Đây là một trong những người Việt được thành công. Rồi, Đức Lộc 1 nha, 2-3 Đức Lộc nha.
bây giờ là 9 giờ bạn có nhìn thấy cái cửa hàng bán đồ ăn của người Lào đấy, chữ Lào nha. Rất sáng, rất đẹp đúng không ạ? Ăn này, bây giờ là 9 giờ này. 9 giờ tối ấy, 21 giờ ấy. Đấy. Phố Atapu về đêm này, bây giờ đã là 9 giờ đêm rồi, đèn sáng trưng. À. Cửa hiệu vẫn mở. À. Đây là một trong những cửa hiệu bán quần áo người Việt này. Đấy. Là nữ cửa.